Dạ Lương Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Phi. Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, dạ hiện tại Lương Phi đang có mặt ở thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh, thuộc tỉnh Quảng Nam. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại là Phi đang có mặt ở trung tâm nuôi trẻ em khuyết tật, trẻ em bị dioxin. Kính thưa quý vị, thì hiện tại Phi cũng đang có mặt ở thôn Bình Phụng, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam. 5 năm gắn bó với thiện nguyện, hơn 1.000 video đã được sản xuất và đăng tải trên trang YouTube cá nhân. Trung bình mỗi tháng, kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và đó là hành trình có 102 của Phi Một Chân. Xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Phi ngày hôm nay đến thăm hoàn cảnh của một bà cụ neo đơn, sống một mình không có chồng con. Xin mời quý vị hãy cùng Phi đi vào thăm bà nha. Chào bà nha bà. Dạ, bà khỏe không bà? Mệt quá hả bà? Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, bà chịu có nổi không? Bà mệt không? Dạ? Mệt quá hả? Đấy, nay con đem cháo đó, đem cháo cho bà ăn ha. Nắng nóng thế này bà ở trong này nóng rồi bà ngủ được không? Nắng nóng là bà chịu chứ còn mở quạt lên ù bà sợ quá. Ơi con trái con mở quạt lên rồi ngồi cái gì tát quạt. Bà tát không được hả? Bà tát không được. Xương bà có đau nhất không? Đa chứ, thế hôm qua trái lệ đa. Trời mà chuyển là chắc đà, chịu không nổi ha. Đi theo cái chân. Tê hai giò này đúng không? Ừ. Đó thì bà năm nay cao tuổi rồi nên là đi đứng cũng rất là khó khăn luôn. Đi là phải mắt bà không thấy nữa, cho nên là bà phải dùng hai cái tay mà mò bà đi. Nóng không bà? Vừa ăn con. Vừa. Đây lên giường ngồi nha. Còn để bà dịnh. Mừng lắm nha, đứa đó rồi cũng nhờ đứa đó cái con Phi đó rồi mà từ năm sáu năm nay đấy cũng nhờ héo đứa đó rồi bà con họ ở đâu rồi về họ cũng vô rồi bà con giúp đỡ cái chi thì hắn tinh thần của hắn thì hắn cũng đem hết tên giúp đỡ trả lại cho tôi đứa đó thôi. Lúc đầu là mình cũng thấy những cái hoàn cảnh nghèo khổ rồi khó khăn xung quanh mình nó luôn hiện hữu những cái hoàn cảnh như vậy, rồi mình mới nghĩ trong cái đầu mình là tại sao mình không thể chia sẻ những cái hoàn cảnh đó lên để giúp đỡ cho họ. Từ đó là cái công việc thiện nguyện nó bén duyên với mình luôn. Năm năm qua thì những cái dấu chân của mình hay đặt đến những cái vùng quê nghèo khó, rồi những cái vùng núi cao có lúc phải đi vài 300 cây, cái di chuyển nó cũng rất là khó khăn. Bản thân một người bình thường thì cũng đã khó rồi mà mình cũng khó hơn rất là nhiều, nhưng mà mình cũng có một cái động lực để mình tiếp tục mình đi vượt qua những cái khó khăn đó. Mình thấy những cái nụ cười hạnh phúc của trẻ nhỏ và đôi lúc là cũng có những giọt nước mắt vỡ òa, rồi mình cảm thấy cái cuộc sống của người dân nó khó khăn, rồi mình mới thấy được cái mình đem được cái chút quà, cái chút tình thương của mình lên thì nó rất là giá trị lên đó. Suốt 5 năm qua thì rất là nhiều cái kỷ niệm mà mình rất là nhớ trong lòng á. Phi nhớ mãi cái lúc mà đi vô cái vùng xa đó là đi bộ đường rừng mà phải đi 9 tiếng đồng hồ. Một cái quãng đường rất là xa mà đi bộ lên đường núi đầu treo leo mà mình đi bộ tay chân mình lả lời luôn á. Đó là mình nhớ mãi cái kỷ niệm đó là rất là đẹp luôn. Đó là chuyến đi đến với địa phương nào? Đó là chuyến đi về thôn 5 Trà Dơ. Con đường rất là hiểm trở, đường núi đều lên núi cái là xuống, lên xuống liên tục là trải biết bao nhiêu cái quả đầu như vậy. Con đường thật là ghê gớm. Tôi cũng đã vượt qua, bây giờ phải đi vượt qua một đoạn đường khá là dài nữa để đến phát quà cho bà con vùng núi của tỉnh Quảng Nam.
Những chuyến đi tới vùng sâu vùng xa cứ thế được tiếp nối ngày qua ngày. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, đôi chân đặc biệt cùng trái tim chân thành luôn sẵn sàng cùng Lương Phi đến với những hoàn cảnh éo le đang cần sự chia sẻ. Trong những cái chuyến đi thiện nguyện của mình đó, là người bạn mà đồng hành mà thân thiết nhất của mình đó là chính là cái đôi nạn này. Cha mẹ sinh ra mình đó là cũng như bao đứa trẻ khác, rất là bụ bẫm, rất là dễ thương. Và một cái vụ tai nạn xảy ra lúc năm mình 3 tuổi, nó xảy ra, nó đến với gia đình mình. Từ đó là cái chân của mình cũng đã vĩnh viễn ra đây luôn. Trong lòng mình cũng rất là mặc cảm, rất là tự ti. Khi mà các bạn đang nghỉ giải lao, đang đi ra tập thể dục ngoài sân thì chỉ có một mình ngồi trong lớp học, mình nhìn mấy bạn tập thể dục. Lúc đó thì mình cũng ước là mình có thêm một cái chân nữa để mình cùng với các bạn cùng vui chơi, rất là buồn. Nhưng mà cũng ráng vượt qua. Rồi đến một cái thời điểm khi mà mình đăng cái hình khiếm khuyết của mình lên trên mạng xã hội là lúc đó là dường như là mọi cái mặc cảm nó đều tan biến ấy. Và mình chia sẻ, khi mình đăng video lên, mình làm những cái công việc tốt nữa. Rồi rất là nhiều người họ ủng hộ, rồi họ cũng động viên. Sau khi mình đi chia sẻ những hoàn cảnh, mình quay lại những cái thước phim, rồi mình cũng phải về, mình lên máy tính để mình chỉnh sửa, rồi mình mới xuất cái file ra, rồi mình mới đăng lên trên mạng xã hội được, quý vị ạ. Cái khúc nào mình nói dở quá thì mình cắt ra. Đó, nên cũng không có cầu kỳ nhiều. Mình quay nó càng gần gũi, càng mộc mạc thì nó sẽ chạm đến được trái tim hơn. Chắc cho em nó đỡ, nó khổ bệnh hoạn rồi cho nó chứ. Hôm nay thì con gửi ông 15 triệu ha. Dạ. Dạ. À, thì 15 triệu này là của các nhà hảo tâm sau, thì con đọc ông nghe luôn ha. Dạ. Cốt mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ, nó đem tới nó giúp những cái hoàn cảnh mà khó khăn đó, họ cho 100 gì đó là gửi thẳng về cho nó. Nó đem tới y cái trăm đó, nó không có thiếu thốn được đó. Cho nên cái mọi người họ đã tin tưởng ấy, đã gửi cái niềm tin. Giới thiệu với Thanh và Mai, đây là cái biểu tượng trương mà mình vừa nhận được của chương trình Vinh Quang Việt Nam. Chương trình này là được tổ chức hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một sự ghi nhận rất là lớn cho những nỗ lực, những sự đóng góp của anh Phi. Với chị Thanh, một người đã từng trải qua rất là nhiều chặng đường khắc nghiệt cả trong nước và thế giới, thì có lẽ là điều mà khiến chị nhớ nhất cũng như là ấn tượng nhất về anh Phi đó là câu chuyện mà anh đã vượt qua 9 tiếng đồng hồ leo núi để có thể đến được với bà con khó khăn vùng sâu vùng xa. Đối với Thanh ấy, khi mà Thanh tham gia những cái giải chạy đường địa hình hay là có những cái phần mà mình cũng phải leo núi đi qua những cái ngọn núi trắc trở, lúc đó là có ban tổ chức, có trạm tiếp nước, có nói chung là trang bị đầy đủ thiết bị rồi các đồ đạc tư trang, mà còn cảm thấy rất là khó. Mà nghe đến câu chuyện là anh Phi chống nạn đi 9 tiếng đồng hồ ở trên đường núi như thế, thì không biết là thực sự là lúc đó cái điều gì làm cho anh Phi quyết tâm không bỏ cuộc, và lúc đó thì những cái khó khăn ập tới về mặt thời tiết hay là về mặt tiếp nước rồi tiếp đồ ăn, thì không biết lúc đó thì anh Phi giải quyết và xử lý như thế nào? Thưa chị, là nói chung mình cũng vì cái tinh thần của mình rất là lớn. Khi mà mình thấy cái cuộc sống của người dân thiếu thốn đủ thứ ấy, từ cho trẻ em cho đến người lớn, thậm chí trẻ em cũng không có dép để mang, quần áo cũng không có luôn. Cho nên là cái tinh thần của mình lúc đó nó rất là cao. Rồi đi là khi mình đem cũng không có nhiều nước nữa. Lúc đó là mình hết nước rồi, là mình phải uống nước suối luôn à. Đúng là những người mà tham gia những giải chạy bền mà nghe câu chuyện của anh Phi sẽ rất là cảm động và sẽ cảm thấy được lên tinh thần. Và sau này những người đó đang hy vọng rằng cũng sẽ cùng nhau là
sử dụng cái sức bền bỉ của mình để giúp đỡ cộng đồng xung quanh. Nếu như mà có một dịp nào đó anh Phi có thể tham gia một cuộc thi chạy giống như chị Thanh thì có lẽ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người rất nhiều, phải không ạ? Chắc chắn. Thanh cũng hy vọng rằng là một ngày gần đây có thể cùng hội ngộ với anh Phi ở trên con đường chạy. Cộng đồng chạy bộ cũng như là các bạn trẻ cũng sẽ rất là cảm thấy được truyền lửa, cảm thấy được lên tinh thần để vượt qua những cái khó khăn của riêng mình trong cuộc sống. Đối với tập đoàn Tân Hiệp Phát thì tinh thần không gì là không thể, là một giá trị cốt lõi, rất là cảm động và yêu thích những nhân vật giống như là anh Phi vậy. Thay mặt tập đoàn, Thanh Vũ xin phép được trao gửi cho anh Phi một chút phần quà để tiếp tục giúp anh tạo ra nhiều niềm vui cho các bạn nhỏ cũng như là cộng đồng xung quanh. Dạ, cảm ơn chị. Cũng được biết rằng là anh Phi đã nhận được rất nhiều giải thưởng rồi, trong đó có những giải được trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng. Hy vọng rằng là kỷ niệm chương của Lối Chọn Yêu Thương cũng sẽ là một sự ghi nhận nho nhỏ nữa dành cho anh để hành trình tuyệt vời của anh sẽ được tiếp tục. Bố với mẹ có nói là bây giờ lùm cái việc nghĩa đó, không phải lùm cho họ mà chính là lùm cho bản thân của con, nhưng con phải cố gắng. Khi mà mình chia sẻ gặp những cái hoàn cảnh đó, thì mình thấy mình còn hạnh phúc hơn so với rất là nhiều người. Từ đó mình có thêm cái động lực để mình tiếp tục mình phấn đấu, rồi mình lan tỏa những cái điều tích cực đến với cộng đồng.